Thưa quý vị và các bạn, dù nằm bên bờ biển Địa Trung Hải xinh đẹp, nhưng đất nước Israel lại có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt. Phần lớn diện tích đất nước này là sa mạc khô cằn với lượng mưa rất thấp. Tổng diện tích của Israel chỉ tương đương với tỉnh Nghệ An của Việt Nam và chỉ 1/5 là có thể sản xuất nông nghiệp. Nhưng điều kỳ lạ là rất nhiều năm qua, Israel luôn duy trì được vị trí là nhà cung cấp nông sản số 1 cho Liên minh châu Âu. Vì thế, thế giới gọi sự phát triển nông nghiệp ở Israel là sự phát triển kỳ diệu. Sự kỳ diệu này xuất phát từ nghị lực và trí tuệ của người dân Israel. Với những phẩm chất đó, họ đã sáng tạo và ứng dụng hiệu quả hàng loạt các giải pháp công nghệ cao hàng đầu thế giới để phát triển nông nghiệp như công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ xử lý nước, công nghệ nhà kính. Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên, các giải pháp công nghệ chưa phải là tất cả những yếu tố làm nên đặc thù của nền nông nghiệp Israel. Yếu tố cộng đồng và sự tương trợ lẫn nhau giữa các thành tố tham gia phát triển nông nghiệp mà Việt Nam gọi là bốn nhà, gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông, đến nay vẫn được xem là đặc điểm cốt lõi duy trì sự bền vững và tạo điều kiện cho nông nghiệp Israel phát triển. Trong chuyến công tác tại Israel mới đây, các phóng viên kênh truyền hình nghiệp nông thôn Ben TV đã tìm hiểu về sự gắn kết và tương trợ lẫn nhau này, một yếu tố không thể thiếu để tạo nên những kỳ tích của nông nghiệp Israel. Ở Israel, thiên nhiên khắc nghiệt của con người phải liên kết lại với nhau để tồn tại và phát triển. Vùng sa mạc Arava rộng lớn, nơi những người dân thành thị mang theo bánh mì và nước đi mở đất và giữ đất từ nửa thế kỷ trước. Họ dạy nhau cách làm nông nghiệp và tập hợp nhau lại trong các ngôi làng mà người dân thường gọi là moshav hay là các hợp tác xã, tức là kibbutz. Ở đây, sản xuất và thị trường gắn bó mật thiết với nhau, như thể cây thì cần phải có nước. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, nhà nông cũng chính là doanh nghiệp. Với các nhà khoa học nông nghiệp, viện nghiên cứu lý tưởng nhất của họ chính là các trang trại. Bởi chỉ có ở đó, họ mới biết người nông dân đang thực sự cần gì và các nghiên cứu của họ đang được ứng dụng ra làm sao. Trong sản xuất nông nghiệp, chính phủ Israel đầu tư rất lớn cho nghiên cứu khoa học, không ngần ngại bỏ tiền giúp các doanh nghiệp phát triển những ý tưởng về công nghệ cao tưởng chừng như điên rồ nhất và những chính sách hỗ trợ mang tính khuyến khích chứ không phải là ban phát cho người nông dân. Vai trò của nhà nước ở đây giống như một bà đỡ. Sự đoàn kết, liên kết xuất phát từ nhu cầu tự thân của mỗi bên đã mang lại lợi ích cho tất cả. Vì thế, nó hình thành và phát triển một cách tự nhiên, thực chất và bền vững. Một ngày mới ở sa mạc Arava thường đến rất sớm. 5 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, xua tan đi cái lạnh lẽo của sa mạc ban đêm. Để tránh cái nóng như thiêu như đốt trên sa mạc vào buổi trưa, những nông dân như Kaim và Ilan thường bắt đầu một ngày làm việc từ rất sớm. Ông Kaim đến vùng sa mạc này để lập nghiệp đã gần nửa thế kỷ. Ông cũng chính là bạn thân của cha mẹ Ilan. Gia đình Ilan chuyển đến Arava sinh sống muộn hơn gia đình Kaim tới 15 năm, vào năm 1979. Khi đó, anh mới có 2 tuổi. Cũng như tất cả các thanh niên Israel khác, Ilan đã từng có một thời gian gắn bó với quân ngũ. Khi hết nghĩa vụ quân sự, anh lại trở về Arava, bởi đơn giản là anh yêu công việc ở các trang trại. Ông Kaim và Ilan cùng làm việc trên một khu đất rộng 15 hecta. Họ cùng nhau trồng hoa để xuất khẩu sang một cường quốc về hoa trên thế giới, đó là Hà Lan. Một già, một trẻ, nhưng khi cùng làm việc, họ đã tìm được tiếng nói chung. Nếu mỗi người làm riêng một công việc thì sẽ phải mất rất nhiều chi phí để thuê nhân công và nhiều chi phí khác. Vì thế chúng tôi quyết định hợp tác với nhau, tuy hai nhưng là một. Vì tôi giống như một người cha đi trước, có kinh nghiệm hơn, còn Ilan thì như một người con, còn trẻ và có đầy sự năng động, sáng tạo cùng những ý tưởng táo bạo. Hai người hợp tác với nhau thì sẽ mạnh mẽ hơn là một người, khi chúng tôi phải sản xuất ra để cạnh tranh với thị trường ngày càng khốc liệt. Ngoài việc góp đất thì hai người còn góp vốn, nhân công và phương tiện sản xuất. Lợi nhuận vì thế sẽ được chia đôi. Sự hợp tác giữa hai thế hệ đã tạo ra cả sự khác biệt và sự kế cận.
Cái được lớn nhất khi chúng tôi hợp tác với nhau là thị trường không ngừng được mở rộng và công nghệ cũng được phát triển rất nhiều. Nông nghiệp ngày nay rất phát triển, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm cả về sản xuất và thị trường nữa. Tất nhiên sẽ đến lúc ông Khaim phải nghỉ ngơi và tôi sẽ là người thay thế để tiếp tục sự nghiệp ở đây. Ông Khaim và Ilan làm ăn chung với nhau đến nay đã được gần chục năm. Cũng như bất kỳ sự hợp tác nào giữa những người nông dân Israel ở đây, đôi lúc giữa hai người cũng phát sinh những mâu thuẫn. Nhưng trong khi nhiều liên kết đã có sự đổ vỡ, thì giữa họ lại có cách riêng để giải quyết. Cũng giống như sau một đám cưới, trong cuộc sống vợ chồng sẽ nảy sinh nhiều thứ. Giữa chúng tôi cũng có lúc gay gắt. Điều quan trọng là sau mỗi lần như vậy, cả hai sẽ cùng ngồi lại với nhau để cùng nhìn nhận lại những ý kiến đúng sai và giải quyết ổn thỏa. Để giữ được sự hợp tác như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải học cách bỏ qua và chấp nhận. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, quan trọng là hiểu ý tưởng của nhau, cùng chấp nhận và cùng bỏ qua. Vườn trà lan này là của Guy Solomon, em rể của Ilan. Sinh ra ở thành phố nên vài năm trước, khi mới đặt chân đến sa mạc Arava, Guy không hề biết gì về nghề nông. Nhưng giờ vốn liếng kinh nghiệm làm nông nghiệp của anh đã khá ổn do thường xuyên nhận được sự hướng dẫn từ Ilan. Sự liên kết và truyền dạy kinh nghiệm giữa những người nông dân như ông Khaim, Ilan hay Guy đã trở thành một nét truyền thống trong sản xuất nông nghiệp ở vùng Arava này. Ông Ezra Ravins là chủ tịch hội đồng vùng Arava với cộng đồng dân cư hơn 3.000 người. Ông Ezra đang kể cho đoàn làm phim chúng tôi và những sinh viên Việt Nam đang tu nghiệp ở đây về những đổi thay trên mảnh đất nổi tiếng khô cằn này. Ở Israel, nửa thế kỷ trước, thử thách lớn nhất chính là sa mạc. Nhưng nhiều thanh niên Israel đã chọn Arava để thử thách bởi đây là vùng khô cằn và khắc nghiệt nhất. Những Israel đầu tiên đặt chân đến vùng đất này là vào năm 1959. Khi đó, nhà nước Israel mới được thành lập chưa lâu và thủ tướng đầu tiên của Israel là David Ben-Gurion đã kêu gọi người dân thực hiện mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm đó là ổn định được vùng sa mạc rộng lớn này. Theo lời kể của ông Ezra, thì 50 năm trước, ở Arava không hề có đường và mọi người đều nói là không thể làm được nông nghiệp. Nhưng đến nay thì màu xanh đang ngày càng phủ rộng hơn trên hoang mạc này. Khi tôi đến đây thì những người đầu tiên đặt chân đến Arava đã làm nông nghiệp được 20 năm rồi. Những người nông dân ở làng này dạy cho những người nông dân ở làng khác cách làm nông nghiệp. Và tôi cũng học được cách làm nông nghiệp từ những nông dân ở Moshav Ein Hav. Và truyền thống này vẫn được duy trì cho đến bây giờ. Bất cứ nông dân nào mới đến sẽ được những người nông dân giàu kinh nghiệm hướng dẫn trong vụ đầu tiên để đảm bảo cho sự thành công của mùa vụ. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Ezra có đề cập khá nhiều đến Moshav. Moshav tương tự như làng ở Việt Nam. Toàn vùng Arava hiện nay có 7 Moshav, trong đó có 5 Moshav chuyên sản xuất nông nghiệp. Cấu trúc của một Moshav là có một khu trung tâm ở giữa, ở đó có nhà trẻ, cửa hàng, nhà sinh hoạt cộng đồng. Từ khu trung tâm, các con đường tỏa ra các hướng như hình nan quạt, dẫn đến các khu dân cư. Các khu dân cư được nối liền với nhau bằng hệ thống đường ngang như bàn cờ. Moshav cũng như một cộng đồng sinh hoạt khép kín ở trong một khu vực, bao quanh bên ngoài là cánh đồng sản xuất. Thành viên Moshav tự sản xuất trên nông trang của mình và sở hữu những gì họ làm ra. Tất nhiên,
Trong quá trình sản xuất, tùy theo nhu cầu mà họ có thể liên kết lại với nhau, như cách mà các nông dân như Khaim, Ilan đang làm. Cùng với Mosap thì Kibbutz là một hình thức tổ chức cộng đồng điển hình trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt nông thôn ở Israel. Kibbutz là một đơn vị kinh tế độc lập mang tính hợp tác xã. Ở đó thành viên Kibbutz làm việc cùng nhau, có nghĩa vụ và hưởng quyền lợi ngang nhau. Kibbutz không đơn thuần là một tổ chức mang tính chất kinh tế, mà nó còn là một tổ chức mang tính chất xã hội. Để sống trong đó thì mọi người phải có những đóng góp nhất định về mặt tài chính để mang lại phúc lợi xã hội chung cho mình và cho người khác. Về giáo dục, về an sinh xã hội cũng như là tình cảm cộng đồng giữa các thành viên trong Kibbutz. Xuất phát điểm của Kibbutz chính là mô hình hợp tác sản xuất nông nghiệp. Đó là khi nhà nước Israel mới được thành lập và người Do Thái ở rất nhiều nơi trên thế giới đã về đây để cùng xây dựng đất nước. Đối mặt với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lựa chọn tất yếu của nhiều người là cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn và cùng hưởng thụ thành quả. Ở Mosap của Israel hay là ở các làng xóm của Việt Nam cũng vậy. Mỗi người có một mảnh đất nhỏ nên khó có thể áp dụng được công nghệ cao để phát triển. Với mô hình Kibbutz, đất đai sẽ được tập hợp lại thành một diện tích lớn và đồng nhất. Lúc đó thì các thành viên trong Kibbutz có cơ hội sử dụng công nghệ cao trên diện tích lớn để nâng cao năng suất, cùng nhau tìm kiếm thị trường, cùng trồng, cùng bán thì chất lượng và giá trị nông sản sẽ được tăng lên rất nhiều. Cũng giống như mô hình hợp tác xã của Việt Nam trước đây, vấn đề phân phối sản phẩm làm ra và thu nhập theo nguyên tắc làm nhiều hay ít để hưởng như nhau đã nảy sinh bất cập. Vì thế, để tồn tại cho đến bây giờ, những nguyên tắc cơ bản của Kibbutz đã có những sự điều chỉnh cho phù hợp. Để giải quyết mâu thuẫn này, các Kibbutz ngày nay đã đưa ra quy định. Mọi khoản thu về danh nghĩa vẫn thuộc về Kibbutz. Sau khi trừ đi các khoản thuế để duy trì bộ máy hành chính, an sinh xã hội và hưu bổng thì mới trao phần còn lại cho người đã tạo ra khoản thu đó. Hiện phần lớn các Kibbutz đã được tư hữu hóa và không còn duy trì mô hình sản xuất cộng đồng như thuở mới thành lập. Sinh hoạt cộng đồng cũng đã có nhiều thay đổi. Đây từng là chỗ ăn tập thể của các thành viên trong Kibbutz Nandan. Nhưng nay, không còn nhiều người đến bếp ăn tập thể này nữa. Vì thế, nó còn được dành để phục vụ cho cả những người ngoài Kibbutz, thậm chí là cả du khách nước ngoài như thế này. Tuy chỉ mới ở Kibbutz này được 6 năm, nhưng chị Maya đã chứng kiến nhiều đổi thay ở đây. Kibbutz bây giờ không còn giống như Kibbutz ngày xưa nữa. Chúng tôi không còn ăn cơm tập thể, mỗi người là một nơi, nhưng vẫn đóng thuế cho Kibbutz. Vì thế, ở Kibbutz vẫn còn đầy đủ trường học và các thành viên vẫn được hưởng phúc lợi xã hội. Nhưng tôi thích mô hình Kibbutz hiện nay hơn vì nó cho người ta nhiều sự lựa chọn và thoải mái, nhưng tình cảm cộng đồng thì vẫn không mất đi. Về cả hai mô hình Mosap và Kibbutz, người Israel có một tổng kết khá thú vị. Với xã hội học, chúng tôi là một tập hợp vì an sinh. Với triết học, chúng tôi là một đối tượng nghiên cứu thú vị. Với chủ nghĩa dân chủ xã hội, chúng tôi là người tìm đường cho tương lai. Với báo chí, chúng tôi là ví dụ sống động. Còn với khách du lịch, chúng tôi là một đối tượng khám phá. Tất nhiên, để có được những kỳ tích trong sản xuất nông nghiệp như ngày hôm nay, Israel không chỉ dựa vào các mô hình liên kết giữa những người nông dân với nhau. Hôm nay, tại trang trại trồng ớt xuất khẩu này, anh em nhà Ilan đón một vị khách quen thuộc, bà Khanin Aknong, Giám đốc Viện Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Arava. Ở Israel, các nhà khoa học như bà Khani rất gần gũi với các trang trại và rất nhiều trong số họ cũng chính là nông dân hoặc giữ vai trò tư vấn trực tiếp cho nông dân. Các nhà khoa học như chúng tôi có nhiệm vụ tìm tòi những kỹ thuật mới nhất, thử nghiệm những hạt giống mới nhất để đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao của người nông dân. Sau đó chúng tôi sẽ đưa những kỹ thuật hay hạt giống mới đó vào sản xuất thử tại các vườn ươm.
Nếu thành công thì những kỹ thuật mới, hạt giống mới này sẽ ngay lập tức được chuyển giao cho người nông dân để sản xuất ở các trang trại. Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhà khoa học, chúng tôi thường xuyên học được nhiều kinh nghiệm mới, những công nghệ mới. Với những giống cây mới hay các nghiên cứu mới về hệ thống nhà kính, các nhà khoa học sẽ xây dựng mô hình để người nông dân đến xem. Khi mô hình thành công thì mới được áp dụng đại trà. Điều này giúp chúng tôi tránh được nhiều rủi ro khi sản xuất theo công nghệ mới hay là dùng những hạt giống mới. Đây là mô hình canh tác ngô đang được thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Arava. Ở đây, các nhà khoa học đang tìm kiếm loại nước tưới có độ mặn nào phù hợp nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô để khuyến cáo người nông dân sử dụng. Các bạn có thể nhìn thấy hai ống nước ở đây. Một ống có nước mặn hơn, còn một ống thì nước có độ mặn thấp hơn. Các bạn có thể thấy cây ngô ở đây cao hơn. Cũng có thể gian canh tác như vậy, thì những cây ngô này lại thấp hơn. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Arava là một trong những trung tâm nghiên cứu lớn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Israel. Tại Israel, phần lớn các nhà khoa học nông nghiệp làm việc cho chính phủ. Israel cũng là nước có mức đầu tư cho nghiên cứu nông nghiệp thuộc loại lớn nhất trên thế giới, với gần 1 triệu đô la Mỹ mỗi năm, chiếm khoảng 3% tổng sản lượng nông nghiệp quốc gia. 50% nguồn lực này là từ ngân sách nhà nước, còn trong 50% còn lại, có một nửa là đóng góp của khu vực tư nhân. Phần lớn các nghiên cứu đều do những công ty sản xuất sản phẩm đầu vào, như hệ thống tưới tiêu, phân bón, giống nhà kính, triển khai. Sự phối hợp giữa kinh doanh và nghiên cứu đảm bảo cho các nhà khoa học một mức ưu đãi đủ để phát huy tối đa năng lực hoạt động chuyên môn. Bà Rivka và ông Rafi là những người bạn đã gắn bó với nhau hàng chục năm nay khi ông Rafi còn làm việc cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Israel. Phía trong nhà kính này là thành quả của sự liên kết giữa khoa học và doanh nghiệp. Giờ đây, khi đã thành một doanh nhân, ông Rafi vẫn thường xuyên đến Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Arava, nơi bà Rivka làm việc. Các bạn thấy đấy, những vườn ớt hay cà chua có đủ loại ở đây. Hạt giống của chúng do công ty Green 2000 mang đến. Những hạt giống phát triển thành những cây con, chúng sẽ được mang tới vườn ươm ở đây để trồng. Và đây là thành quả. Đây là vườn cây chúng tôi trồng thí điểm. Khi thí điểm thì chúng tôi phải đi trước một bước. Và những cái mà chúng tôi có hôm nay thì không chỉ cho hôm nay mà còn cho tương lai. Khi người nông dân thấy được hiệu quả thì họ sẽ làm theo. Chúng tôi phải đi tiên phong trước vì tương lai phát triển của nông nghiệp. Những luống hoa như thế này đang xuất hiện ngày càng nhiều trên sa mạc Arava. Tất cả đều được trồng trong nhà kính. Và ông Rafi chính là một trong những người đi tiên phong trong việc đưa công nghệ nhà kính vào sản xuất nông nghiệp ở Israel. Khi tôi mang đến đây các nhà kính đầu tiên, tức là khoảng 30 năm trước, nhiều người cho rằng tôi bị điên. Họ nói rằng, chúng tôi không cần nhà kính. Tôi nói, không, các bạn hãy xem xét lại đi. Và họ đã xem xét lại và thấy rằng nhà kính là một giải pháp. Công nghệ nhà kính có ưu điểm là giúp người nông dân kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm khi canh tác, giúp cây trồng tránh được những tác động tiêu cực của thời tiết và dịch bệnh. Làm nông nghiệp ở Israel cũng rất vất vả. Chính phủ cũng hỗ trợ chúng tôi khá nhiều. Nhưng trước đó, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ ông Rafi. Nhờ có công nghệ nhà kính, chúng tôi đã trồng dưa, trồng nho để xuất khẩu với năng suất và chất lượng cao hơn. Với lượng mưa chỉ từ 20 đến 50mm mỗi năm, về mùa hè, nhiệt độ ban ngày lên tới 40 độ C, trong khi độ ẩm lại cực thấp. Vì thế, ngay cả chính phủ Israel cũng từng tin rằng không thể phát triển được nông nghiệp ở khu vực này.
Nhưng điều kỳ diệu là hiện nay, vùng Arava đã cung cấp cho Israel tới 60% lượng nông sản xuất khẩu, với giá trị khoảng 250 triệu euro mỗi năm. Với 560 nông hộ ở đây, công nghệ nhà kính đã và đang mang đến cho họ một cuộc cách mạng thực sự trong sản xuất nông nghiệp. Trong khoảng 20 đến 25 năm trở lại đây, công nghệ nhà kính đã tạo ra một cuộc cách mạng trong sản xuất nông nghiệp ở vùng này. Công ty của ông Rafi Dayan là công ty đầu tiên phát triển công nghệ nhà kính ở đây. Bây giờ chúng tôi đã có được công nông nghiệp của tương lai. Nhờ có công nghệ này, nông sản của chúng tôi có chất lượng không thua kém gì so với các nước có nền nông nghiệp tiên tiến. Hầu hết nông sản ở đây đều có thể xuất khẩu được sang những thị trường khó tính như là châu Âu. Từ vị trí này, ông Rafi Dayan có thể cảm nhận được rõ nhất những thành quả mà những người như ông đã đóng góp cho mảnh đất này trong hàng chục năm qua. Từ con số 0, toàn vùng Arava hiện nay đã có trên 3.000 hecta sản xuất nông nghiệp với công nghệ nhà kính. Tuy nhiên, với những người nông dân, những nhà khoa học và doanh nhân luôn coi Arava là quê hương thứ hai như ông Rafi, thì công cuộc phủ xanh vùng đất cằn này vẫn đang được tiếp diễn. Hachalia là một thành phố nằm ở miền trung Israel, ngay bên bờ Địa Trung Hải. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty hàng đầu của Israel hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, trong khoảng 1/4 thế kỷ trở lại đây, chính phủ Israel chủ yếu phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Còn trong vòng 6 năm trở lại đây, chính phủ đang tập trung giúp đỡ những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao về nước phát triển. Điều này cũng là dễ hiểu bởi phần lớn diện tích Israel là sa mạc. Lượng mưa lại rất ít nên từ lâu, nước đã được coi là vàng trắng. Mà để phát triển nông nghiệp thì không thể không có nước. Công ty Kinross là công ty lớn nhất trong số 24 công ty khởi nghiệp được chính quyền Israel hỗ trợ sáng tạo và phát triển những ý tưởng về công nghệ cao trong nhiều năm nay. Theo ông Asad, giám đốc điều hành của Kinross, thì công ty này đã hình thành từ 20 năm trước nhưng hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước trong vòng 5 năm trở lại đây. Chính phủ cho chúng tôi vay vốn đầu tư lên tới 70% chi phí để nghiên cứu phát triển ý tưởng trong mỗi dự án. Lãi suất cho vay thì luôn ở mức thấp nhất. Nếu công ty không thành công thì không phải trả lại tiền. Chính phủ biết nước có vai trò rất quan trọng, nên dù biết việc hiện thực hóa các ý tưởng về công nghệ cao luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhưng vẫn đầu tư để phát triển. Để nhận được tiền đầu tư của chính phủ, các ý tưởng đều phải được thẩm định rất kỹ lưỡng. Theo Cục Thống kê Trung ương Israel, chỉ riêng dòng vốn mạo hiểm mà chính phủ đầu tư cho các ý tưởng đã lên tới trên 880 triệu đô la Mỹ. Đổi lại, xuất khẩu công nghệ cao của Israel, trong đó có công nghệ cao trong nông nghiệp lại thu về khoảng 18,4 tỷ đô la Mỹ. Tức là gấp đôi số tiền đầu tư đã bỏ ra. Gia đình ông Uzi đã có truyền thống làm nông nghiệp từ lâu đời. Kế thừa truyền thống gia đình, hơn 10 năm nay, trang trại Uzi đã áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp với sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà nước. Sự hỗ trợ của chính phủ ở đây không phải là mua hệ thống về cho người nông dân, mà là hướng dẫn họ cách sử dụng hệ thống đó và đưa chuyên gia xuống để tư vấn cho chúng tôi những kiến thức liên quan đến đặc điểm thổ nhưỡng, độ ẩm hay là nhiệt độ khi canh tác. Hiện nay, ngoài việc trồng hoa và rau trong nhà kính để xuất khẩu, ông Uzi còn mở rộng công ty chuyên thiết kế dự án và bán công nghệ theo yêu cầu của khách hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sự hỗ trợ từ phía nhà nước vì thế cũng có những thay đổi. Chính phủ đã chủ trương là không thể dạy tất cả cho nông dân,
mà chỉ chọn một số nông dân để dạy. Tức là dạy có trọng điểm để chính người nông dân sẽ dạy lại nhau những kiến thức về nông nghiệp. Hiện nay thế giới đã thay đổi. Người nông dân có thể học hỏi qua TV hay Internet. Người nông dân cũng biết những gì họ cần phải làm. Lúc này chính phủ sẽ giúp họ sự tự tin và cung cấp những thông tin mang tính chất định hướng cho sự phát triển. Mặc dù vậy, khi nhìn nhận lại sự hỗ trợ từ phía nhà nước, cũng như các mối liên kết trong nông nghiệp ở Israel hiện nay, người ta vẫn nhận thấy có những vấn đề cần phải được điều chỉnh. Ở Tây Ban Nha, người dân có thể tập trung vào 2 hoặc 3 tổ chức chuyên xuất khẩu nông sản. Nhưng ở Israel có đến hơn 100 công ty, và chính những công ty này đang cạnh tranh với nhau để tìm đường ra nước ngoài, mà không biết cách liên kết lại với nhau, và chính sách thì cũng chưa hỗ trợ họ. Ở bên cạnh đó còn có một sự mất cân bằng khi đầu tư quá nhiều vào công nghệ cao trong nông nghiệp để xuất khẩu, mà quên mất rằng vẫn cần phải sản xuất nông nghiệp để cạnh tranh. Với vai trò là bà đỡ, chính phủ Israel đã góp phần quan trọng trong việc xác lập và phát triển mối liên kết giữa người nông dân với các nhà khoa học và các doanh nghiệp. Đó là 3 đỉnh của một tam giác. Không có nông dân thì cũng không có nhà khoa học hay là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng khi nông dân làm ra sản phẩm thì phải có nơi tiêu thụ. Và doanh nghiệp chính là cầu nối để đưa sản phẩm đến với thị trường. Còn các nhà khoa học sẽ đóng vai trò giúp đỡ cho người nông dân có phương pháp canh tác và hướng sản xuất phù hợp để thích ứng với yêu cầu của thị trường. Đây chính là 3 mặt của một vấn đề. Trong những ngày ở Israel, chúng tôi đã được chứng kiến tính cộng đồng trong sinh hoạt và sản xuất ở các moshav và kibbutz. Tình cảm như cha và con giữa 2 thế hệ, giữa nông dân Chaim và Ilan. Tình bạn bền chặt suốt mấy chục năm giữa nhà khoa học Rivka và doanh nhân Rafi, hay giữa doanh nhân Rafi với ông nông dân Bill. Sự liên kết giữa họ đã góp phần làm nên điều kỳ diệu cho ngành nông nghiệp Israel. Đó là những tình cảm đã được thử thách ở một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới. Vì thế, có lẽ cái gắn kết họ không chỉ đơn giản là lợi ích kinh tế mà mỗi bên có thể nhận được. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 2,5% dân số làm nông nghiệp, nhưng mỗi năm Israel xuất khẩu chừng 3 tỷ đô la Mỹ nông sản, là một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Để làm nên một kỳ tích giữa hoang mạc như vậy, bên cạnh sức mạnh về công nghệ và ý chí, người Israel còn có một sức mạnh khác, đó là sự đoàn kết, là sức mạnh liên kết. Điều này được hình thành từ buổi đầu lập quốc đầy gian khổ và vẫn được duy trì phát triển cho đến tận bây giờ. Câu chuyện ở Israel cho chúng ta nhiều bài học quý giá để xây dựng mối liên kết 4 nhà cho nông nghiệp hiện nay. Mối liên kết này đã và đang được xây dựng tại Việt Nam, nhưng còn thiếu khá nhiều chất kết dính khi mà người nông dân và doanh nghiệp nhiều lúc vẫn mỗi người nhìn một hướng, khi mà các nghiên cứu khoa học vẫn được để trong ngăn kéo nhiều hơn là đưa ra ruộng đồng, khi mà vai trò bà đỡ, nhạc trưởng của nhà nước lại không ít thời điểm vẫn còn khá mờ nhạt. Có lẽ bài học Israel cho chúng ta thấy rằng, để trở nên thực chất và hiệu quả hơn, mối liên kết ấy cần phải được hình thành từ nhu cầu tự thân của mỗi bên và sự hài hòa lợi ích giữa các bên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các phóng viên của chúng tôi trên những chặng đường khám phá đất nước Israel. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau để có thêm những trải nghiệm thú vị tại vùng đất khác trên thế giới.